John Bolton, kẻ vì tệ tàu, vì nghe lời vợ mà phản bội Tổng thống Trump. Nói tới cựu cố vấn an ninh quốc gia John Bolton, người ta sẽ biết đến lão ta với biệt hiệu chim ưng trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ. John Bolton ủng hộ chiến tranh Việt Nam nhưng đã né tránh lệnh kêu gọi nhập ngũ với lý do đang là sinh viên, chuẩn bị tốt nghiệp vào năm 1970 trong cuốn sách năm 2007 của mình, Bolton mô tả nhận thức của lão về cuộc chiến là một cuộc đấu tranh vô ích và rằng chết cho đất nước của bạn là một chuyện nhưng chết để giành lấy lãnh thổ mà các lực lượng chống chiến tranh trong quốc hội sẽ đơn giản trở lại với kẻ thù đối với tôi. Nhìn lại, tôi không tự hào lắm về tính toán này. Tuy nhiên, chính John Bolton đã tự mâu thuẫn với nhận thức của mình về chiến tranh Việt Nam. Khi lão ta tham chính dưới trào Buscon, John Bolton đã ủng hộ chiến tranh Iraq, một cuộc chiến phi nghĩa với việc dựng bằng chứng giả, vu cáo chính quyền của Saddam Hussein sở hữu vũ khí giết người hàng loạt để tạo cớ cho chính quyền Buscon tấn công Iraq, đưa Iraq và nước Mỹ rơi vào một cuộc chiến tranh bất tận khi được Tổng thống Trump chỉ định làm cố vấn an ninh quốc gia để thay thế cho tướng Michael Flynn, John Bolton đã liên tục gây sức ép để buộc Tổng thống phải nhanh chóng can thiệp quân sự nhằm thay đổi chế độ độc tài ở Iran, Syria, Libya, Venezuela, Cuba, Yemen và Bắc Hàn. Quan điểm này của John Bolton hoàn toàn mâu thuẫn với việc lão ta tránh né tham gia vào chiến tranh Việt Nam trước đây đồng thời nó bộc lộ bản chất thị uy thị tiền của lão ta cũng như bản chất của loại lấy sanh mạng của người khác để thỏa mãn mục đích của mình cá nhân đã dành nhiều tình cảm cho lão ta tuy nhiên sau khi lão ta tỏ ra bất mãn trước việc tổng thống trump đã rút ra lệnh tấn công ai vào phút chót trong năm 2019, thì tình cảm dành cho tay râu kẹm John Bolton đã bay đi ít nhiều và nay trong lúc Tổng thống Trump đang cố gắng hết sức để chống lại những trò hèn kế bẩn từ phía Tàu Cộng, đảng Dân Chủ để giành thế thượng phong trên đường đua vào nhiệm kỳ 2 thì John Bolton đã vi phạm điều răng thứ 11 của cố Tổng thống Ronald Reagan đó là người Cộng Hòa không nói xấu người Cộng Hòa mà ngay cả Ngoại trưởng Mike Pompeo, một người vốn dĩ rất trầm tĩnh cũng phải thốt lên rằng John Bolton là kẻ phản bội tồi tệ và nguy hiểm. Có rất nhiều lý do để John Bolton bộc lộ bản chất phản bội, nhưng có một lý do quan trọng hơn cả, đó là vì tệ tàu, vì nghe lời vợ mà John Bolton phản bội Tổng thống Trump. Thật vậy, Người vợ thứ hai của John Bolton hiện nay đang sống với lão đó là bà Richard Smith Bolton, một nhà lập kế hoạch tài chính của axa Avisor, là một công ty bảo hiểm đa quốc gia của Pháp có trụ sở tại quận 8 của Paris, tham gia bảo hiểm toàn cầu, quản lý đầu tư và các dịch vụ tài chính khác với 66% vốn sở hữu nằm trong tay người Mỹ mà chủ yếu là tại việc Mark Pearson, ông chủ của bà vợ John Bolton. Cũng như tay Mark Zuckerberg, ông chủ của Facebook có vợ là người Tàu nên luôn nghe theo lời vợ để làm lợi cho Tàu Cộng, thì John Bolton có vợ là nhà lập kế hoạch tài chính của ASA nên John Bolton luôn nghe theo lời vợ để làm lợi trực tiếp cho ASA mà ASA đang được Tàu Cộng ưu ái tại thị trường bảo hiểm với hơn 1,4 tỷ dân này. ASA là tập đoàn bảo hiểm lớn trên thế giới, đứng thứ 5 trong danh sách 10 đại gia bảo hiểm toàn cầu hiện nay. Dưới thời của Obama, thông qua những trao đổi đi đêm giữa Washington và Bắc Kinh, ASA đã tiến hành mua lại Tianping, một công ty bảo hiểm và thương vong của Tàu Cộng, để chính thức trở thành công ty bảo hiểm quốc tế lớn nhất hoạt động tại Tàu Cộng vào năm 2013 khi cuộc chiến tranh thương mại Mỹ tàu cộng đang trên đỉnh điểm vào năm 2018 với những đoàn thế quan đáp trả từ hai phía, nhận thức rõ ràng tàu cộng không phải là đối thủ của Mỹ trên võ đài thương mại. Tập Cận Bình đã bắn tin sẽ hội kiến Tổng thống Trump bên lề hội nghị G20 diễn ra tại thủ đô Argentina là Buenos Aires để hạ nhiệt cuộc chiến. Trước khi hội kiến với Tổng thống Trump, Tập Cận Bình đã nhờ Mark Pearson làm mai mối thông qua mối quan hệ của John Bolton với tư cách cố vấn an ninh quốc gia cho Tổng thống Trump mà vợ của John Bolton là nhân viên của ASA. Để trả công cho Mark Pearson, ông chủ của ASA trước khi đi dự G20 năm 2018, Tập Cận Bình đã chấp bút phê duyệt thương vụ sáp nhập 50% cổ phần còn lại của Tenpin, một công ty bảo hiểm và thương vong của Tàu Cộng, với giá trị 4,6 tỷ nhân dân tệ, tương đương 662,34 triệu Mỹ Kim, để ASA trở thành công ty bảo hiểm nước ngoài thứ hai trong 3 ngày công bố kế hoạch cho công ty bảo hiểm thuộc sở hữu toàn bộ ở Tàu Cộng, sau công ty thứ nhất là công ty bảo hiểm Orient của Đức. Hiện nay, ASA Taiping là công ty bảo hiểm Kasuti, là công ty bảo hiểm có vốn nước ngoài lớn nhất ở Tàu Cộng và đứng thứ 15 trong số tất cả các công ty bảo hiểm của Tàu Cộng với mức lãi gộp là 1,13 tỷ Mỹ Kim vào năm 2017. Các công ty liên doanh có 25 chi nhánh và 93 chi nhánh, bao gồm 20 tỉnh trên đất liền. Với thị trường bảo hiểm béo bở ở Tàu Cộng, đặc biệt là lĩnh vực bảo hiểm xe máy, xe hơi, dịch vụ du lịch, du học, thì sẽ bất lợi cho ASA Taiping một khi Tổng thống Trump quyết tâm đánh sập tàu cộng, vì vậy sẽ không ngạc nhiên khi tay phản bội John Bolton luôn thúc ép Tổng thống Trump tấn công quân sự của Iran, Syria, Libya, Venezuela, Cuba, Yemen và Bắc Hàn để nước Mỹ lao vào cuộc chiến tranh chấp bất tận nhưng lại né tàu cộng ra, giúp cho tàu cộng rảnh tay, thu lợi bất chánh với bản chất kênh kênh rỉa sát thối thêm một động cơ đánh phá tổng thống Trump của phản thần John Bolton, đó là John Bolton đánh ông Trump dùm cho tay thượng nghị sĩ cộng hòa Miss Romney. Chính John Bolton là người ủng hộ đắc lực cho ứng viên tổng thống Miss Romney trong mùa bầu cử năm 2012. Miss Romney có nhiều bê bối tài chính với tàu cộng ở mức độ nghiêm trọng hơn cả cha con Joe Biden ở Ukraine mà cá nhân có phân tách vào năm ngoái. Sự nguy hiểm của phản thần John Bolton nằm ở chỗ tay này là thành viên chủ chốt của nhóm kính Dromwell, một nhóm chiến lược cánh hữu đã lập kế hoạch cho một cuộc chiến tranh 30 mặt trận do bà vợ của ông thẩm phán tòa án tối cao Clarence Thomas và các nhà báo từ Freibas Nail và Washington Examiner thành lập với sự tham gia của các nhân vật nổi tiếng như Frank Gassner, chủ tịch của Trung tâm Chính sách An ninh, Ken Flashwell và Jerry Boykin thuộc Hội đồng Nghiên cứu Gia đình. Tom Piston, chủ tịch của tư pháp theo dõi, Gally Truster, một đồng nghiệp tại diễn đàn phụ nữ độc lập, Catherine Angelfres và Anita Manfrey of True the Vote, Olin West, cựu thành viên nhà GOP. Sue Myrick cũng là một cựu GOP của nhà. Diana Bannister của công ty PR có ảnh hưởng Shirley và Bannister và Max Papas, một trợ lý hàng đầu của thượng nghị sĩ Tedros, Stephen Bannon, chủ tịch điều hành của Freebus News Network, Dan Bongino, một cựu nhân viên mật vụ. Leona Leo, phó chủ tịch điều hành của Hiệp hội Liên bang Sandy Rios, người đóng góp cho Fox News, Lori Roman, cựu giám đốc điều hành của Hội đồng trao đổi lập pháp Hoa Kỳ và Austin Bruce, người đứng đầu Viện Gia đình và Nhân quyền Công giáo. Các nhà báo và nhà bình luận bảo thủ tham gia Prowell đã bao gồm các phóng viên của Freebus New Master biên tập viên điều hành của Washington Examiner Master Corps và tạp chí quốc gia cộng tác viên Michael Trang Barton. John Bolton quá nham hiểm và thâm độc. Sự nham hiểm và thâm niên của John Bolton xuất phát từ bản chất mà nói. Như ông Benjamin Franklin thì John Bolton thuộc tuyết người vì tiền. Luôn nghĩ về đồng tiền bởi sự cám dỗ của đồng tiền và sự thúc giục trực tiếp từ người vợ nên đã phản bội lại Tổng thống Trump vi phạm điều răng thứ 11 của cố Tổng thống Ronald Reagan bởi vì với người nghĩ rằng tiền có thể làm được mọi thứ, ta có thể nghi ngờ anh ta làm mọi thứ vì tiền. Sự đam mê tiền bạc của John Bolton đã tạo thuận lợi cho Tàu cộng mua chuộc theo nguyên tắc mọi thứ đều có thể mua chuộc được bằng tiền. Việc phát hành sách của John Bolton cũng vì tiền và để che mắt thiên hạ sau khi đã nhận được nhiều tiền từ Tàu cộng, John Bolton đã phản bội lại nước Mỹ khi đề xuất những chính sách thù địch với Nga, Bắc Hàn hòng làm lợi cho Tàu cộng đi ngược lại chiến lược của Tổng thống Trump nhưng John Bolton đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng khi chọn thời điểm gần tới ngày luận tội Tổng thống Trump vào năm ngoái để hoàn thành cuốn sách và gần tới ngày bầu cử tổng thống để phát hành cuốn sách đặc chuyện kia. Bởi vì trong nội dung của cuốn sách, ngoài những câu chuyện bị đặt ra, thì có khá nhiều nội dung thuộc phạm vi bí mật quốc gia, mà theo luật pháp của Mỹ thì nó không được phép xuất bản khi chưa qua khâu kiểm duyệt và cho phép của Bộ Tư pháp. Tổng thống Trump và cộng sự trung thành của ông ta sẽ khoét vào những lỗ hỏng này của John Bolton và sẽ có lý do để lôi ra hàng loạt bằng chứng phản quốc của John Bolton.